Chào tất cả các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel Thái Lạng Sơn. Thì hôm nay mình hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở một cái bản ở trong thuộc huyện Tràng Định. Ở đây nó gọi là Nà Pàng. Thì đây nhá, ở đây thì hôm nay nó có một cái đám cưới của một nhà ở trong bản này. Thì mình có dịp mình đi đến đây và mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh đám cưới của bà con trong này nhá. Ở trong này nó có những cái nét rất là hay. Thường là ở thành phố thì họ sẽ thuê người, nhưng mà ở đây thì bà con ở trong này họ sẽ nhờ nhau đến hộ xong rồi và ăn cơm ở đây luôn cùng nhà chủ. Đây thì bây giờ hiện tại ở đây nó mình đang đứng ở ngoài. Ở đây có cái vườn quýt này. Vườn quýt này khá đến tầm chín rồi này. Đấy. Đây nhá, đám cưới ở phía trên này nhá. Đây, hai em bé chơi. Bây giờ mình đi lang thang ở quanh đây một chút. Đây, ở dưới kia xa xa có một cái cầu nha, cái cầu nhìn cũng rất là hay. Ở khu vực này thì mình có một lần mình đi vào chơi rồi. Và chơi thì lần đấy mình đi là đi vào bản này chơi thì chưa có cái cầu này, nên là hôm đấy mình đi mình phải lội qua suối. Hôm nay vào thì đã có cầu rồi. Đây nhá, ở đây thì làm gà ở đây mọi người thường đem ra suối này làm cho nó sạch, mổ gà kiểu lát đặt hết lên trên kia. Các cô, các chị, các anh, các em tập trung hết ở bờ suối này. Bên kia này kìa, có cả anh rửa xe luôn. Hay nhỉ. Làm được mấy con gà mình sang đây một chút nhá. Đây này, xuống này cái cầu này. Đấy. Làm giải cái lá chuối luôn. Gà này gà bản Hà Thuận. Gà bản này à? Gà mua ở chợ đó, tưởng gà nuôi ở đấy. Quê em ở đâu đấy? Quê em ở đây. Đấy nha. Rất là đấy. Mỗi người một con gà phải không? Tiêu chuẩn mỗi người một con gà. Đây có dòng suối khá là đẹp, nhưng có cái bất tiện là ở đây cái không có cầu, không ai làm cầu cho, thì người dân chỉ làm một cái cầu đơn giản này, nhưng mà nước lên một cái thì chắc là cầu nó sẽ trôi và không thể qua suối được. Bây giờ mình sẽ đi lên bên trên và khám phá cái đám cưới này nhé. Ở đây là ngày hôm trước thôi, đang trong công tác chuẩn bị. Đây. Đây này, ở bên này có hai con lợn đã chuẩn bị xong hết rồi. Đây nhá, để sáng sớm ngày mai là sẽ quay. Đây, cho hết vào xong hết rồi này. Đây, trong này là có mấy, mình đã nhìn thấy mấy anh em đang làm cái món gì. Đây này, bếp ở đây này. Đấy. Nếu giờ nướng ngay thì chắc là đang nướng xong rồi, nhưng mà bây giờ chưa nướng để nó đến sáng mai thì không được. Con tỉnh lạnh chú Vinh bắt đầu là muốn thả thân lắm. Đây là một cái vỉ lạp sườn hay gọi là phung sàng nhá, rất là hoành tráng. Này, bên này có thêm được mấy vỉ. Rồi. Mấy anh em làm chắc là sắp xong rồi. Em mình sẽ đi vào trong nhà bếp một chút nhá. Rồi, đây này, bây giờ là đi vào trong nhà bếp nhá. Wow, đây. Đây là món kho nhục đây rồi. Đang chắc là sắp xong rồi.
vịt trao. Đây là vịt trao. Cũng làm như vịt quay nhưng mà cũng không nhìn cũng khá là vàng. Đây, luộc rồi xong mới quay. Đây là luộc xong rồi cho lên trao. Món này cũng hay. Đây. Món này là vịt quay Lạng Sơn. Đầu bếp chặt vịt quay. Vịt quay tự làm đúng không? Cái này người ta cũng thích luộc. Đấy, nhìn cũng khá là ngon. Chặt ra. Đây kìa, vịt kìa. Cái này là treo này để mai à hả chú? Ừ, treo để mai. Thì hôm nay bắt đầu chế biến dần dần. Cái đấy là nó gọi là cái thưa rồi. Đây là thịt, gọi là thịt dự trữ đúng không? Đây chân giò này. Đấy rồi. Chân giò là biếu đấy nhá. Cái chân giò này nhá, như chú bảo là chân giò này có thể là biếu. Biếu những người người như nào chú nhỉ? Chân giò. Tức là cái chân giò này sẽ treo đây và biếu, ngày mai sẽ biếu những người thân trong gia đình để đem về ăn. Đây này. Đấy. Rất là hay. Wow, chảo gì? Có cái chảo. Bố chào à? Bố chào con chú. Bác chỉ luộc để làm ấy à? Làm ấy à? Đây. Món này giò thủ. Đây, làm cả giò thủ các anh. Ở đây nhá, đây là đốt đầu lợn làm giò thủ đây. Đây, luộc khao nhục nhá. Đấy. Đủ món món. Wow. Đây là củ nhục chưa cạo lông. Củ nhục này chưa cạo lông này. Này cái lông này này. Cái này là làm là cái khối nhục này. Món này là món khối nhục này. À vâng, món này món khối nhục. Đây là đã luộc rồi nhưng mà chưa cạo lông đúng không? Chưa chào chứ. Món này là nó là khó nhất. Còn trong món ăn này là lạc sườn. Cái lông này là tí là thái miếng thịt vào, nhồi vào trong này lại nướng lên. Đây nhá mọi người nhá, đây là cái món là lòng làm lạp sườn nhá. Đây chú đang rửa lòng, lát nữa thì nhồi thịt vào trong. Lát nữa mình sẽ quay từng món ăn giới thiệu cho mọi người. Đây là mâm cỗ đám cưới ở đây là Nà Pàng nhỉ? Ở đây mâm cỗ đám cưới Nà Pàng. Nà Pàng thuộc Chi Lăng Tràng Định. Thì hôm nay ở đây nó có cũng đây, đầu tiên là đây là thịt bò xào này. Đây là lợn quay này. Canh măng này, canh mọc này, gà này. Chắc những món này thì gần như ai ở dưới kia ai có rồi. Nộm này. Đây đặc biệt là cái món này. Món này người các em gọi vui là cái món sóc đĩa nhưng mà nó là khâu nhục nhá. Đây là bún đen. Rồi ok. Đấy, nhìn khá là hấp dẫn luôn nhá. Đây này. Wow. Tiếp theo nó là đây là cái món đây là lạp sườn. Lạp sườn nhá. Có kèm theo cái gia vị hồ tiêu. Nự nó sảy. Đây em ở đây giới thiệu là đây là hồ tiêu. Đây là hạt tiêu. Hạt tiêu nhá. Hồ tiêu đúng được, hạt tiêu cũng được. Chúng là tiêu. Ở đây đây là hôm nay mấy anh em ngồi ăn mâm tất cả anh em ngồi ăn cái mâm cố này. Ăn hết. Không say không về. Mà rượu ấy mà thì say không về. Rượu ấy thì có hai cái cơ. Phải uống hết đấy. Ba cái cả, đây một cái nữa này. Đấy. Cắt ít. Rồi. Mì cắt gần mái này. Nào nhỉ? Nào mời được chưa? Anh em ok chưa? Nào có tới, con nãy nhà luôn. Dạ. Nào. Nào mời các em nhá. Nào, nâng chén nào. Chúc mừng nhá. Tôi cứ ngồi thôi nhỉ. Càng ít càng được ăn nhiều. Đã, mời em nhá. Cảm ơn. Rồi. Đồng chí. Ở đây Lạng Sơn là bà dán vô phải uống hết. Đừng gọi thằng hết đồng chí đấy. Wow. Quay. Thôi dùng đi em ơi. Anh tự nhiên nhá. Vẫn đi nghe. Uống nhiều quá rồi hả? Nhưng mà anh kiên nhẫn không uống phanh. Mình cho từ từ nhất kiên. Rồi mình sẽ thử cái món này trước nhá, món lạp sườn nhá. Món này chấm với đây. Chấm đây chanh này. Chấm chanh nhỉ đúng không? Món này chấm chanh nhỉ? Đây là nước mắm thôi. Nước mắm thôi nhỉ? Chấm chanh.
vắt chanh, chấm tí chanh ăn cho nó đỡ, nó ngon, đúng đúng cái vị của nó là phải chấm với chanh nhá. Chanh với bột canh. Thịt là chấm nước chanh. À rồi ok đây nha, chấm chanh. Món này ăn cũng rất là ngon, nướng lên nó rất là dậy lên những cái mùi thơm như là quả móng mật. Xong là có cả mùi của hành rất là thơm. Cái món này trên này đặc trưng ở trên này đấy. Nó nướng bằng một cái gọi là một cái gì nhỉ? Vỉ cây. À một cái vỉ cây, vỉ tre, vỉ tre. Vỉ tre đan vào. Nướng bằng than.